Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo, luật sư bào chữa nhiều nhất trong lịch sử tố tụng tại Đồng Nai. Ngay từ 7 giờ sáng nay, các bị cáo đã được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai dẫn giải đến phòng xử án. Một số bị can khác được cho tại ngoại trước đó cũng đến phiên tòa theo quyết định triệu tập. Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 45 đến 60 ngày. Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và buổi chiều bắt đầu từ lúc 14 giờ, liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Theo lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vụ án có tổng cộng 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng tham gia. Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai.